Dưới ồn ào này, Huỳnh Đông chia sẻ trên trang cá nhân, càng im lặng thì càng bị mang tiếng. Dù không nhắc đến cụ thể việc gì, song công chúng khẳng định nam diễn viên đang ẩn ý nói về vụ vừa bị lôi vào chuyện giữa Cát Kiều và An Nguy. Ngay từ đầu, Huỳnh Đông đã xác định đây là chuyện riêng nên không muốn liên quan. Nam diễn viên cho biết anh chỉ phụ trách vấn đề chuyên môn và muốn làm tốt nhất cho bộ phim của mình. Tuy nhiên, có một điều Huỳnh Đông khẳng định là những đoạn tin nhắn mà An Nguy chia sẻ hoàn toàn là giả mạo. Trong group chat mẹ tuệ tim của Huỳnh Đông không hề có Cát Phượng, cũng không hề bàn bạc những chuyện có nội dung như vậy. Huỳnh Đông cho biết anh vẫn thắc mắc không hiểu ai có ác ý gì mà lại muốn kéo cả Cát Phượng và một ekip đi xuống. Khi được hỏi liệu có khả năng nào là một người trong ekip làm chuyện này không, Huỳnh Đông bày tỏ anh tin tưởng những người trong ekip của mình nên không hề có chuyện đó.